Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài trích phúc âm theo thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất. Người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa. Đất tự nó làm cây lúa mọc lên, trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa. Người còn phán: Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa, hay dùng dụ ngôn nào mà so sánh nước đó được? Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được. Người dùng nhiều dụ ngôn như thế mà rao giảng lời Chúa cho họ, tùy sức họ có thể hiểu được. Và người chỉ nói với họ bằng dụ ngôn, nhưng khi ở riêng với các môn đệ, người giải thích tất cả cho các ông. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, người khen Chúa. Và thì bài phúc âm chúng ta vừa nghe đọc, chúng ta cảm thấy như thế này: Thiên Chúa quan vọng đã xếp đặt, mình xin dùng cái từ mới bây giờ là đã cài đặt trong hạt giống một cái mầm sống và một cái tiến trình sinh trưởng của nó. Khi hạt giống được gieo vào lòng đất, nó sẽ theo cái tiến trình mà Thiên Chúa đã xếp đặt, nảy mầm, mọc thành cây, làm đồng, trổ bông và kết hạt. Bên cạnh cái tiến trình ấy, Thiên Chúa quan phòng, Thiên Chúa quan phòng còn làm cho có mưa, làm cho có nắng, cho có không khí để cây lúa, để hạt cải, cây cải và tất cả mọi loại cây phát triển. Nếu không có bàn tay quan phòng của Thiên Chúa thì nhà nông có vất vả gieo giống và chăm sóc cách mấy cũng chỉ tốn công vô ích. Tác giả Thánh Vịnh 126 đã kinh nghiệm điều này nên nói: Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Chúng ta có thể gọi dụ ngôn mà chúng ta vừa nghe đó là dụ ngôn hạt giống mọc lên một mình. Đêm hay ngày thì người ấy có ngủ hay thức thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào thì người gieo giống cũng không biết. Trên thực tế,
Tất cả đã xảy ra như là không có ai chăm sóc cho hạt giống gieo vào lòng đất. Như thế là cái người nông dân không quan tâm đầy đủ đến cái hạt lúa, hạt giống mà ông ta đã gieo. Dù ngôn này mang cái nhìn lạc quan nhất mà chúng ta có, đặc biệt là Thánh Marco là người duy nhất trong bốn thánh sử đã trình bày cái sự lạc quan này cho chúng ta. Và trên thực tế, chúng ta không thể dùng trí tưởng tượng của chúng ta, chúng ta không thể phân tích cái quá trình, không thể nhận thấy sự tăng trưởng này, cái sự sống đến từ đâu và tăng trưởng như thế nào. Từ xưa đến nay, các nhà khoa học của chúng ta đã đi một chặng đường khá dài trong việc phân tích các hiện tượng, đặc biệt là hiện tượng của cuộc sống. Nhưng mà không ai trong số họ, cho dù thông minh, tài giỏi, với tất cả những dụng cụ tân tiến hiện đại, cũng có thể trả lời chính xác sự sống là gì, đến từ đâu. Ngay sau khi một hạt giống được gieo vào lòng đất, nó âm thầm, nó bắt đầu một biến đổi tuyệt vời về hình thể của nó. Một cái loạt kỳ quan vô hình xuất hiện. Trước hết, cây lúa mọc lên, cây cải mọc lên, rồi rổ đồng đồng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu kết hạt, và sau cùng trở thành cây có những cành hoa lá. Trong trường hợp này, cho dù người gieo giống có lo lắng hay không, hạt lúa, hạt cải vẫn mọc lên và phát triển. Chính vì thế mà chúng ta có thể nói rằng sự sống của hạt giống, của hạt cải không phụ thuộc vào người gieo giống, nhưng phụ thuộc vào Chúa. Có một điều gì đó vô hình đang phát triển. Phát triển đến mức độ nào tùy thuộc vào Chúa. Nhưng mà dựa vào chủ ngôn mà Chúa Giêsu đã dạy, Thánh Marco đã đưa ra câu trả lời thực tế. Hạt giống nhỏ, một hạt lúa sẽ cho bông hạt gấp trăm lần. Một hạt cải, hạt nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, trở thành cái cây có cành, có lá, làm chỗ cho chim trời trú ngụ. Chúng ta đặt thêm một câu hỏi: có mấy loại hạt giống? Rất là nhiều, nhưng ở đây chúng ta tạm phân chia ra làm ba loại hạt giống. Hạt giống thứ nhất là hạt giống sự thánh thiện. Hạt giống của sự thánh thiện được gieo vào trong cánh đồng của thế giới, trong chúng ta, trong mỗi con người chúng ta. Thiên Chúa là cái người gieo hạt giống sự thánh thiện này, gieo vào chúng ta, gieo vào một cách dồi dào. Và Thiên Chúa không tính toán, bởi vì Thiên Chúa muốn sự thánh thiện của chúng ta phát triển, trở thành một cái cây mang lại nhiều hoa thơm trái ngọt. Cái hạt giống thứ hai, đó là hạt giống ơn Chúa. Theo cái chiều kích thiêng liêng, thì điều này đã xảy ra trong chúng ta, và xung quanh chúng ta cũng theo tiến trình này. Hạt giống chúng ta lãnh nhận qua những lời cầu xin chúng ta cầu xin hàng ngày. Hạt giống ơn Chúa mạnh, có một sức mạnh ẩn tàng, giấu kín, không thể nhận thấy. Ơn Chúa tự động sinh sống, phát triển trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta mà chúng ta không nhận thức được.
chúng ta hãy cảm ơn Chúa. Cái hạt giống thứ ba, đó là hạt giống lời Chúa. Qua khung cảnh này, Chúa Giêsu cũng muốn cho thấy sự phát triển của hạt giống lời của Ngài, lời của Thiên Chúa. Và kế tục tiếp theo, đó là chúng ta nỗ lực của chúng ta để truyền bá sứ điệp tin mừng, cố gắng lắm. Nhưng mà chính Chúa Giêsu với tư cách là một nhà truyền giáo, thời của Chúa Giêsu, Chúa đã không thành công trong việc là thay đổi những người đương thời và trong gia đình của Chúa. Họ kém tin vào cái lời của Chúa. Họ nói trong cái làng, cái ông này, cái ông Giêsu này là con cái ông xe thợ mộc, sao mà ông nói thế này thế kia. Còn lời đó giảng của Chúa Giêsu không được chấp nhận trong xã hội. Họ tìm cách bắt Chúa, họ tìm cách giết Chúa. Tuy nhiên, với tấm lòng gan dạ, Chúa Giêsu tin rằng Chúa đã không uổng phí thời gian của mình để loan truyền hạt giống lời Chúa, hạt giống của niềm hy vọng, niềm hy vọng nước Thiên Chúa. Và thật sự, lịch sử đã chứng minh Chúa Giêsu đúng và gần như là thành công. Thế giới này ngày hôm nay đã có hơn 3-4 tỷ người được nếm cái hạt giống lời Chúa và phát triển lời của Chúa. Câu chuyện ngụ ngôn này nhắc nhở chúng ta rằng trong khi cuộc sống đang phát triển xung quanh chúng ta về mọi mặt, rất là phát triển về mặt kinh tế, chính trị, xã hội, công nghệ cao, vân vân, nhưng mà theo tinh thần của chủ ngôn này thì chúng ta phải học cách sống bình tĩnh, không bị khuấy động bản thân bởi những cái phát triển đó. Ngủ một cách hòa bình trong sự thánh thiện, trong ơn sủng và trong lời của Chúa, để cho ba loại này triển nở và mang lại kết quả tốt như lời của ngôn sứ Isaiah nhắn nhủ chúng ta. Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời, không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất vì nhiêu và đất dồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn. Thì lời ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng ta sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng của ta giao phó. Áp dụng lời này cho Chúa Giêsu rất là đúng. Lời của Chúa Giêsu xuất phát từ miệng của Chúa Giêsu sẽ không trở lại mà không có kết quả. Và thật sự đã có kết quả như ngày hôm nay chúng ta đã thấy. Anh chị em, chúng ta cùng nhau cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho hạt giống của sự thánh thiện, hạt giống ân sủng, hạt giống lời Chúa phát triển trong mỗi người chúng ta và trong giáo hội của Chúa, để chim trời có chỗ nghỉ ngơi và làm tổ, để những người xung quanh hướng nhờ sự thánh thiện, ơn Chúa và lời của Chúa, sống và tin vào Chúa, sống đạo đức đối với Chúa và đối với tha nhân, góp công xây dựng giáo hội và xã hội của Chúa, xây dựng nước Chúa ở trần gian. Chúng ta xin tạ ơn Chúa.